cuộc lại vang xa trong cõi lòng lặng lẽ. Chờ nhau cảm xúc bên trong một người ngỡ là mạnh mẽ. Hàn gắn tất cả mình và ký ức nguyện vào đâu đó ta. Ôm hết tâm tư vùi lấp trong lòng rồi chợt nhận biết là kẻ lặng dù vẫn đang tìm kiếm một cách gì đó để cho riêng bản thân mình để thấy niềm tin trong khoảnh khắc đắn đo. Giữ hay là không, hay là trông, hay là ngóng, và thử là chờ mong ai còn trông, ai còn ngóng. Đâu ai biết cũng không nhận ra sự thật bí mai này. Chính niềm đau đã tạo nên ta rồi tìm cách phơi bày. Chấp nhận hay không sự thật là vậy, lòng ta nguy biến hoài. Luôn thối một mình đứng đầu với nó cho nên ta điên mãi. Đâu đó có nụ cười dường như đóng đinh cảm xúc, và đâu đó có lời người ngày xưa làm ta ngã gục. Thôi em phận một người tự kỷ lạc trong ký ức thênh thang. Khi ngõ khúc là nửa ngân vang là lúc trái tim tan nát. Trong khi ta hứa bỏ hoài, những lần nhớ ai ta cứ dành và cố giữ niềm tin còn mãi. Anh yêu em còn nhiều lắm, anh không nói hết được đâu. Dù anh biết mình có như vậy cũng không thể đến được nhau. Không phải riêng em làm ta nặng chịu cả mét đến tận tâm can. Ta hận chính mình nhiều lần cố giữ khiến cho con tim lâm nạn. Yêu thì dễ nhưng quên quá khó đối với một người bình thường. Đó là niềm vui hàng đêm của ta, luôn muốn tìm người mình thương. Ta chờ ai, ai chờ ta trong những niềm tin tự tạo. Ta yêu ai, ai yêu ta đọng trên đôi mắt hôm nào. Gửi cho em 32 lời thoại mà ta đang viết trên đây. Lời nói thì thầm ta cho theo gió phiêu diêu tự tại bên mây. Nhưng đâu đó có nụ cười dường như đông đinh cảm xúc, và đâu đó có lời người ngày xưa làm ta ngã gục. Thôi an phận một người tự kỷ là trong ký ức thênh thang. Như khi ngõ khúc lần nữa ngân vang là lối trái tim tan nát.